Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Trước giờ mở cửa phiên này, giá vàng trên thị trường thế giới đứng quanh mức 2035,37 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ đứng ở mức 103,96 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 51.790 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,251% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giao dịch ở mức 76,57 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Theo giới phân tích nhận định, nếu hoạt động mua vào vẫn diễn ra trong đầu tuần này và vượt qua mức trung bình động 50 ngày khi đóng cửa, giá vàng có thể vượt mức kháng cự kỹ thuật tiếp theo là 2.070 đô la Mỹ trên một ounce. Theo ông Asen Day, chủ tịch của Asen Day Asset Management cho rằng giá vàng sẽ tăng thêm trong tuần này. Ông nói, sau khi từ chối trước đó về những dấu hiệu cho thấy cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất sau những kỳ vọng lạc quan, thị trường hiện tại đang gạt bỏ những vấn đề đó. Các nguyên tắc cơ bản là tích cực và hỗ trợ cho vàng. Theo ông Bo Haboko, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại LCU Future cho biết, mức hỗ trợ tốt của vàng là 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Trong tuần này, điều mà các nhà giao dịch vàng cần theo dõi là lãi suất trái phiếu, kho bạc và chứng khoán. Theo ông Bo Haboko nói, sức mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ thực sự đặt ra giới hạn cho những gì vàng có thể làm được trong tuần vừa qua. Giá vàng trong tuần trước chịu tác động của Fed. Theo các nhà hoạch định chính sách, thời điểm này vẫn còn quá sớm để Fed đảo chiều lãi suất. Biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách đều lo ngại về rủi ro của việc hạ lãi suất sớm. Quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho rằng không vội vàng cắt giảm lãi suất hoặc bày tỏ sự thận trọng điều chỉnh lãi suất quá sớm trong khi kinh tế Mỹ tích cực. Thống đốc Fed Christopher Waller cũng củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng lãi suất của Mỹ sẽ không hạ trước tháng 6 năm 2024. Ông Haboko tin rằng các diễn giả sắp tới của Fed sẽ vẫn nhất quán trong thông điệp của họ. Tuy nhiên, nếu một trong số họ gợi ý về việc cắt giảm lãi suất sớm hơn thì điều đó sẽ cực kỳ có lợi cho các nhà đầu tư vàng vào thời điểm hiện tại. Trong tuần vừa qua, với 11 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kiko News, thì có 8 chuyên gia tương đương 73% dự kiến giá vàng sẽ tăng giá. Một nhà phân tích duy nhất chiếm 9% dự đoán giá vàng sẽ giảm và hai chuyên gia tương đương 18% dự kiến giá vàng sẽ giao dịch đi ngang trong tuần này. Trong khi đó, 203 phiếu bầu đã được bỏ ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến, có 89 người tương đương 43% kỳ vọng vàng sẽ tăng trong tuần này, 52 người khác tương đương 26% dự đoán giá vàng sẽ thấp hơn, trong khi 63 người được hỏi tương đương 31% có quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Vậy là giá vàng trong nước đã trải qua một tuần biến động mạnh, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần vừa qua là ngày 25 tháng 2, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào ở mức 76,3 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,5 triệu đồng trên một lượng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm nhẹ 50.000 đồng. Trong khi đó, mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại SJC mua vào mức 63,2 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 64,25 triệu đồng trên một lượng, giảm 600.000 đồng trên lượng sau một tuần. Chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra của mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng giảm xuống còn 1,05 triệu đồng trên lượng từ mức 1,2 triệu đồng trên một lượng trong ngày vía thần tài. Riêng chênh lệch mua bán của mặt hàng vàng miếng SJC tiếp tục giữ ở mức cao 2,2 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là sau gần một tuần, những người mua vàng lấy may ngày thần tài với giá 78,4 triệu đồng trên lượng mua vào, 76,6 triệu đồng trên lượng bán ra, đến nay lỗ từ 2,1 đến 2,2 triệu đồng trên lượng do chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra bị đẩy lên quá cao. Lại với bảng giá vàng trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tạm thời không có điều chỉnh, đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 76,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,82 triệu đồng trên lượng. Niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 76,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,80 triệu đồng trên một lượng. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, điều chỉnh tăng nhẹ 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào chiều bán ra.
Đang niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 76,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,75 triệu đồng trên lượng. Với Doji Hà Nội thì không có điều chỉnh, được mua vào mức 76,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận thì cũng không có thay đổi, mua vào mức 76,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,70 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho cả hệ thống Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với mặt hàng vàng nhận bốc số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 63,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,75 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bốc số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhận bốc số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 63,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,85 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căn hàng thương mại khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua không có điều chỉnh, hiện tại đang được mua vào mức 24.420 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.790 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng không có điều chỉnh sau khi mà tăng 70 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều trong phiên giao dịch trước đó. Hiện tại mua vào mức 25.220 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.290 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.660.000, bán ra 7.880.000. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán ra thời điểm này vẫn duy trì ở mức cao ở khoảng 2.200.000 đồng trên lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.660.000, bán ra 7.882.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.650.000, bán ra 7.870.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.655.000, bán ra 7.875.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Với Doji Hà Nội mua vào mức 7.645.000, bán ra 7.865.000. Phú Quý SJC mua vào 7.675.000, bán ra 7.865.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.680.000, bán ra 7.860.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.700.000, bán ra 7.800.000. Đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.630.000, bán ra 7.800.000. Ngân hàng TP Gold mua vào 7.645.000, bán ra 7.865.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.630.000, bán ra 7.852.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra thời điểm này vẫn đang neo ở mức cao, dao động trong khoảng 2.200.000 đến 2.260.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.660.000, bán ra 7.882.000. SJC Huế mua vào 7.657.000, bán ra 7.882.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.660.000, bán ra 7.880.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.660.000, bán ra 7.882.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.658.000, bán ra 7.882.000. Cuối cùng là giá nhận bốc số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bốc số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.355.000, bán ra 6.475.000. Nhận bốc số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.355.000, bán ra 6.485.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.335.000, bán ra 6.435.000. Vàng 24K mua vào 6.221.3 nghìn, bán ra 6.371.3 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.641.7 nghìn, bán ra 4.841.7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.567 nghìn, bán ra 3.767 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.498.7 nghìn, bán ra 2.698.7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn có đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.